Thưa quý vị, theo nghị định 45 trên 2022, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 tới đây, sẽ phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi dứt thải bỏ rác thải trên chỉ hè, lòng đường hoặc hệ thống thoát nước thải đô thị, hệ thống thoát nước mặt. Đủ nước thải không đúng quy định trên dĩa hè, lòng đường phố, thải bỏ chất thải dựa và ao hồ kênh rạch, sông suối, biển. Bên cạnh đó, phạt tiền từ 100.000 đến 150.000 đồng đối với hành vi dứt, thải, bỏ đầu, mẫu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đối với hành vi dứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng.